Thưa quý vị và các bạn, sau khi được công nhận huyện nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phước Long đã tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng thành công và trở thành huyện nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu vào năm 2025 theo nghị quyết đã đề ra. Để hoàn thành mục tiêu và kế hoạch, Đảng bộ cùng với nhân dân huyện Phước Long đã tập trung vào những giải pháp cụ thể thiết thực nhằm đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phục vụ dân sinh, thúc đẩy sản xuất tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp sạch, sớm hoàn thành các tiêu chí của huyện nông thôn mới nâng cao. Phước Long là một trong năm huyện của cả nước được Thủ tướng Chính phủ chọn làm huyện điểm để chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Do đó, việc tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân đồng tình và tự giác tham gia thực hiện hoàn thành tất cả các tiêu chí từ huyện nông thôn mới đến huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu có vai trò hết sức quan trọng. Vận động các hộ dân trên địa bàn huyện thực hiện tốt các chỉ tiêu môi trường, có sự tham gia thực hiện của nhân dân trong việc chỉnh trang nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, sạch đẹp, tạo cảnh quan đường làng ngõ xóm sáng, xanh, sạch đẹp. Từ đó có 100% các tuyến đường liên xã, liên ấp sạch, thông thoáng, diện mạo nông thôn được khang trang. Các công trình như trạm y tế, trường học, nhà văn hóa đều được sửa chữa, xây dựng khang trang, đạt tiêu chí quốc gia, đáp ứng kịp thời việc chăm sóc sức khỏe, vui chơi, học tập của nhân dân. Hiện cái chủ trương từ xã, từ huyện đến xã về cái hoạt động cái người dân, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các cái chủ trương để thực hiện cái xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, thì riêng ấp Bình Tốt là đã có tổ chức tuyên truyền vận động người dân tham gia các cái phong trào như là cảnh quan môi trường, rồi trồng là hoa kiển, dọn dẹp khuôn viên nhà và các cái tiêu chí cũng như là về công tác vận động bảo hiểm y tế cho người dân là bao phủ toàn dân. Thì hiện nay là ấp là để tuyên truyền vận động người dân thấy được cái ý nghĩa tầm quan trọng và cái sự chấp hành là chủ trương của người dân, thì ấp Bình Tốt thì hiện nay cái bảo hiểm y tế là duy trì đạt từ 95% trở lên. Thì từ cái cuối năm 2022 và 3 tháng của đầu năm 2023 thì hiện nay cũng đạt từ 95% trở lên. Thì bà con là nhân dân ở trên địa bàn ấp thì có cái cuộc sống là tương đối ổn định hơn trước, vì là kinh tế là của người dân như cảnh quan rồi mỗi mặt thì mình tuyên truyền vận động người dân chấp hành các chủ trương thì cái cuộc sống làm kinh tế cũng có ổn định trương lên hơn lúc trước. Mà từ bắt đầu cái có cái chủ trương mà xây dựng nông thôn mới này, cái thứ nhất cái vấn đề là tôi chấm điểm là vấn đề lộ làng ha, con em đi lại dễ dàng, lại tai nạn giao thông rồi kia nó cũng giảm một phần lớn, rồi học hành của con cháu đi lại cũng rất dễ, bị lộ lớn rồi làm to rồi, cầu bự rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vấn đề cái sự quan tâm của cái các cấp chính quyền địa phương đó, hết sức và quan tâm lo lắng, nào là cái gia đình nữa là trước đây có khi gặp khó khăn nghèo khổ, rồi là được cái ngân hàng chính sách cho vay vốn, mà nhưng được cái sự quan tâm lo lắng là phá vườn tạp, rồi cho lại cây trồng. Cụ thể như gia đình tôi trước đây là cái hộ nghèo đó, mà từ khi có cái chủ trương là xây dựng nông thôn mới là được cho vay vốn nè, rồi nào là là đưa cái kỹ sư xuống hướng dẫn trồng, cách trồng trọt. Hồi trước đây mình biết trồng trọt gì đâu, rồi hướng dẫn trồng trọt hoa màu các thứ, rồi là vay được vốn, từ đó mà cái gia đình cải thiện rõ rệt lắm. Vĩnh Phú Tây được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2019. Trên nền tảng đó, xã tiếp tục thực hiện công tác xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2021, xã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục. Tình hình kinh tế xã hội có bước phát triển rõ nét, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Hệ thống giao thông được đầu tư xây dựng liền tuyến, đảm bảo phục vụ giao thương, vận chuyển hàng hóa. Hệ thống trường học được xây dựng và đạt chuẩn quốc gia theo quy định. Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, chú ý phát triển mở rộng các mô hình kinh tế hiệu quả nhằm ổn định thị trường, phát triển sản xuất bền vững.
tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng có năng suất chất lượng cao vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Bên cạnh đó, mở rộng các mô hình thâm canh như lúa, tôm, cua, lúa cá, màu, lúa, tôm càng xanh. Kết hợp với việc nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao như nuôi le le, nuôi lươn, nuôi rắn. Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên toàn xã đạt gần 75 triệu 600 ngàn đồng một người một năm. Sau khi tiếp thu cái chủ trương của huyện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, thì đơn vị xã Hồng Tây về là quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, là đặc biệt là sự hài lòng của người dân đối với cái nghị quyết là của huyện là xây dựng là huyện là đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thì bên cạnh đó, đơn vị xã chúng Tây cũng đạt chuẩn nông thôn mới mẫu vào năm 2021. Với vai trò trách nhiệm của đơn vị cũng như là bà con nhân dân sẽ thực hiện tốt các cái tiêu chí mà xã đã đạt được là nông thôn mới kiểu mẫu, rồi giữ vững các tiêu chí, rồi thực hiện nhiệm vụ cũng như là cho địa phương cũng như là sáng xanh sạch đẹp, rồi là các cái mô hình làm ăn cái hiệu quả nhân rộng ra để góp phần là tăng thu nhập cho gia đình, góp phần cho xã, rồi mục đích cuối cùng là xây dựng là nông thôn mới nâng cao của huyện là nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Thì nhiệm vụ hay giải pháp thực hiện cái tiêu chí mà đạt chuẩn nông mới kiểu mẫu cũng như là góp phần cho huyện là đạt nông thôn mới nâng cao, thì thời gian qua thì xã là công tác tuyên truyền là quan trọng nhất, tuyên truyền vận động là quần chúng nhân dân, đoàn viên hội viên để chấp hành chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh là người dân là chủ thể trong việc thực hiện, vừa là thực hiện là vừa hưởng thụ, xây dựng nâng chất các cái tiêu chí. Bên cạnh thì người dân cũng là xây dựng là nhà cửa khang trang, đường khang trang, trồng cây xanh hoa kiểng. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ huyện đến xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội công cộng như xây dựng, nâng cấp đường nông thôn, kiên cố hóa trường lớp, xây dựng các thiết chế văn hóa. Năm 2022, để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, hiệu quả, tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, quan tâm thành lập phát triển kinh tế tập thể, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác, từ đó thu nhập bình quân đầu người trên 80 triệu đồng một người một năm. Để tiếp tục phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh tế hiệu quả, huyện Phước Long đang tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chủ động chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các cây có giá trị kinh tế cao hơn, phát triển các loại cây trồng vật nuôi có lợi thế và khả năng tiêu thụ sản phẩm gắn với tiềm năng thế mạnh của huyện. Thì phòng nông nghiệp sẽ tiếp tục tìm kiếm và kêu gọi các cái doanh nghiệp, công ty cùng là gắn kết với hợp tác xã, tổ hợp tác để giúp cho là người dân và doanh nghiệp gắn kết trong sản xuất, để là giúp người dân là tạo ra sản phẩm có giá trị và là có hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời thì phòng cũng là phối hợp với các viện trường, các là đơn vị trung tâm, chi cục trực thuộc là sở là nông nghiệp sẽ thực hiện nhiều cái mô hình trình diễn các cái dự án phối hợp với là hợp tác xã và tổ hợp tác để giúp cho người dân ứng dụng các cái tiến bộ kỹ thuật mới vào trong sản xuất, và đồng thời là gắn kết liên kết với các doanh nghiệp trong các cái dự án cái mô hình này. Bên cạnh đó thì phòng cũng tiếp tục hỗ trợ tư vấn về là thị trường cho người dân để người dân nắm bắt, để tháo gỡ vấn đề khó khăn trong quá trình sản xuất theo cái nhu cầu thị trường và theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp. Đồng thời thì phòng cũng là phối hợp với là ủy ban nhân dân các xã thị trấn tổ chức liên kết trong sản xuất trong các cái hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ bằng các tổ chức như là tổ hợp tác, hợp tác xã để hình thành nên cái vùng nguyên liệu lớn để là có được cái sản lượng lớn để mà đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, để gắn kết với doanh nghiệp trong cái thời gian tới. Căn cứ vào các quy định của trung ương, của tỉnh, để đạt được huyện nông thôn mới nâng cao phải đảm bảo các yêu cầu
là huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Có ít nhất 50% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện đạt từ 95% trở lên. Trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với nội dung xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt từ 85% trở lên. Đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 theo quy định của chính phủ vào năm 2023. Đối chiếu thực trạng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới nâng cao theo quy định, đến nay Phước Long đã thực hiện đạt được một số nội dung yêu cầu tại quyết định số 320 ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 9 tiêu chí với 38 chỉ tiêu. Hiện tại huyện đạt 24 trên 38 chỉ tiêu của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, còn 14 chỉ tiêu chưa đạt. Hiện là tiến tới xây dựng xã huyện nông thôn mới nâng cao và giai đoạn đến năm 2025 đó thì sẽ huyện đạt cái tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo tinh thần nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ tỉnh. Thì bên cạnh đó thì ủy ban dân huyện thì cũng có xây dựng cái đề án để mà xây dựng cái huyện nông thôn mới nâng cao theo cái tiêu chí mới của chính phủ, là theo cái quyết định 320 của Thủ tướng Chính phủ đó. Thì huyện đã xây dựng cái đề án, đồng thời đó thì trong quá trình triển khai thực hiện đó thì báo các đồng chí, thì để thực hiện thành công cái đề án thì huyện cũng đã thành lập nhiều cái tổ công tác, ở trong đó thì chia ra thành ba cái nhóm. Cái tổ thứ nhất là cái tổ tuyên truyền, cái tổ thứ hai là cái tổ để mà thực hiện cái nhiệm vụ là về các cái lĩnh vực về cái tiêu chí là văn hóa xã hội, và cái tổ nữa là về cái lĩnh vực kinh tế. Thì báo đồng chí thì ba tổ này thì song song để tiến hành thực hiện trên cơ sở quy định rồi các cái tiêu chí. Trong đó thì báo đồng chí thì quyết định 320 của Thủ tướng Chính phủ quy định thì cái huyện nông thôn mới nâng cao đó thì nó có là 9 cái tiêu chí lớn, và trong đó thì có 38 cái chỉ tiêu nhỏ. Thì qua quá trình triển khai thực hiện thì trong quý 1 rồi đó thì huyện cũng đã tổ chức sơ kết cái việc mà thực hiện cái huyện nông thôn mới nâng cao. Thì tới thời điểm này thì báo đồng chí thì chúng tôi đánh giá đó là trong 38 cái chỉ tiêu nhỏ đó thì chúng tôi đã thực hiện được 24 trên 38. Thì hiện nay còn lại 14 cái tiêu chí, cái chỉ tiêu đó thì báo đồng chí là chủ yếu là các cái chỉ tiêu mới mà chính phủ mới ban hành của năm 2022 đó, thì nó chúng tôi cũng đang tiến hành là có kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, nhất là trong việc hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, thời gian tới, huyện Phước Long tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong việc xây dựng nông thôn mới. Có thể nói, công tác xây dựng nông thôn mới phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và đi vào chiều sâu, bền vững, phát huy tính năng động, sáng tạo và sự tham gia tích cực của người dân, khắc phục khó khăn để thực hiện có hiệu quả chương trình. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy các cái tổ mà chúng tôi đã thành lập. Ví dụ như bây giờ là từng tổ thì cũng như tôi nói từ đầu là có chia ra các cái lĩnh vực và các cái mà cái thời gian cụ thể. Ví dụ như bây giờ cái tổ kinh tế thì nhiệm vụ của anh là phải đăng ký với ban chấp hành đảng bộ. Bây giờ căn cứ vào cái đề án đó thì tới hết năm 2023 là anh làm hoàn thành cái gì, cái tổ của anh là làm cái gì, và cái tổ văn hóa xã hội thì làm gì. Ví dụ như bây giờ tổ văn hóa xã hội thì phải kiểm tra lại các cái trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí. Thời gian tới, huyện Phước Long tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân để khơi dậy tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời phát huy tính tự lực tự cường, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng nông thôn mới và tích cực nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay để sớm hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần của nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Phước Long xây dựng nông thôn mới kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.